Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Ngay sau đây sẽ là những tin tức không thể bỏ qua. Nguyên thủ nhiều nước chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường. Nhân dịp Thường trực Ban Bí thư Lương Cường được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, lãnh đạo các nước Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Venezuela, Belarus, Nicaragua, Thụy Điển đã gửi các điện thư thông điệp chúc mừng. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ việc ông Lương Cường đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch nước thể hiện sự tín nhiệm và kỳ vọng của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo Triều Tiên tin tưởng chắc chắn quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai đảng và hai nước Việt Nam-Triều Tiên sẽ được tăng cường và phát triển vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và lợi ích của nhân dân hai nước. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước Lương Cường, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Tổng thống khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi và hợp tác chặt chẽ để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru nhấn mạnh, Việt Nam là người bạn lâu năm của Nhật Bản, có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lịch sử giao lưu lâu đời. Thủ tướng cho biết, hai nước đã trở thành đối tác không thể thiếu của nhau trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hoạt động giao lưu thăm hỏi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra sôi nổi. Thủ tướng Ishiba Shigeru bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam và mong sớm được gặp Chủ tịch nước Lương Cường. Tổng thống Mông Cổ Ukhnagin Khurensuk tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước Lương Cường, nhân dân Việt Nam sẽ viết tiếp trang sử vẻ vang, thành tựu về tốc độ phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Lương Cường để đưa quan hệ đối tác toàn diện Mông Cổ-Việt Nam phát triển sang giai đoạn mới, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước Mông Cổ-Việt Nam. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Moros thay mặt chính phủ Venezuela chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường, khẳng định lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố và tăng cường quan hệ Venezuela-Việt Nam như di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và Phó Tổng thống Nicaragua Rosario Murillo, nhà vua Thụy Điển đã gửi điện thư chúc mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường. Trước đó, Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam tiến bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, phù hợp với tình hình của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Điểm lại các hoạt động tiếp xúc cấp cao gần đây, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần cùng nhau thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, hai đảng, hai nước. Lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng cùng Chủ tịch nước Lương Cường dẫn dắt việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực, hỗ trợ tiến trình hiện đại hóa của hai nước, mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho nhân dân hai nước. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khẳng định, việc ông Lương Cường được Quốc hội Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch nước phản ánh sự lãnh đạo tài tình, sự cống hiến hết mình, cũng như những thành tựu to lớn mà Chủ tịch nước dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Các lãnh đạo Campuchia tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước Lương Cường, Việt Nam sẽ giành được thành công to lớn, có sự phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực và duy trì vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Quan hệ Campuchia-Việt Nam sẽ ngày càng gắn bó, gần gũi, tiếp tục góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Lãnh đạo Campuchia bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, thúc đẩy lợi ích cao nhất của đất nước và nhân dân hai nước, cũng như đóng góp hơn nữa vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong và ngoài khu vực. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tin tưởng lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức tốt đẹp giữa hai nước. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng thống bày tỏ hy vọng Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng cường hợp tác song phương hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực nhằm đáp ứng lợi ích căn bản của nhân dân hai nước cũng như bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2024, Chủ tịch nước Lương Cường thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67.
Chủ tịch nước Lương Cường xem tài liệu, hiện vật được bảo quản, gìn giữ nguyên vẹn về những ngày sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67. Chủ tịch nước Lương Cường thăm ao cá Bác Hồ trong khuôn viên du tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 10, sau khi được bầu trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã thực hiện nghi thức tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong thời khắc đặc biệt, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ rất xúc động, vinh dự và ý thức rất rõ về trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân khi được Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy, giới thiệu, đảm nhiệm trọng trách cao cả này. Ông cũng bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn Bác Hồ kính yêu, xin tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối, các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí và nhân dân cả nước đã nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh và hy sinh để đất ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tháng 2 năm 1975, trong không khí hào hùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, tôi xung phong đi bộ đội với ý thức và tâm niệm đi chiến đấu để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chỉ mong đến ngày chiến thắng còn sống trở về là sung sướng, hạnh phúc. Tuyệt nhiên không nghĩ, không mơ làm đến cấp này trước kia. Đến nay, thấm thoát đã gần 50 năm phục vụ cách mạng, tôi đã trải qua nhiều cương vị công tác, được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trưởng thành từ người chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Dù ở cương vị công tác nào, được giao nhiệm vụ gì, tôi luôn kiên định, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực công tác, toàn tâm, toàn ý phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Tân Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ. Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, quân đội, cấp ủy, chính quyền các cấp. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đồng chí, đồng đội và nhân dân đã giáo dục, rèn luyện, thương yêu, đùm bọc, chỉ bảo và tạo điều kiện để ông hoàn thành nhiệm vụ và trưởng thành như ngày hôm nay. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cương vị mới, Chủ tịch nước Lương Cường hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục gìn giữ và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh về tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng củng cố thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Chủ tịch nước Lương Cường mong Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.